Hi, xin chào các bạn, quay trở lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với series Minecraft Công viên Khủng long. Để ủng hộ mình làm tiếp, các bạn đừng quên bỏ lại một like và subscribe cho kênh của mình nha. Thì trong tập ngày hôm nay mình sẽ tiến hành hồi sinh một em khủng long cực kỳ khủng luôn. Đó là một em ăn thịt các bạn ạ. Đây, Ceratosaurus, nó còn khủng hơn cái con Gallimimus trong cái tập trước luôn đó nha. Ở đây mình có 7 cái DNA. Chúng ta sẽ chia ra vào từng cái thùng cái ghép nha. Mình sẽ tiến hành tạo những cái quả trứng khủng long các bạn ơi. Ok. Rồi, nãy giờ mình vẫn đang đứng đây và chờ mấy cái máy sàng lọc này nè. Nó lọc cát và lọc đất để mà kiếm mấy cái Ember, nhưng mà vẫn chưa thấy bạn ơi, khá là xui luôn. Ok, thì bây giờ mình sẽ tiến hành đi ra ngoài kia và xây cái chuồng cho em Ceratosaurus nha. Cái chuồng này thì nó sẽ cách cái chuồng của bọn Gallimimus 10 ô nha các bạn. Mình luôn tạo một cái khoảng cách nhất định cho bọn này. Chứ để không gần nhau là tụi nó cắn nhau các bạn ơi. Tụi nó loạn lắm đó. Ok. Wow, có con Stegosaurus kìa. Wow. Ở đây thì mình sẽ tiến hành kéo ra một cái chuồng với diện tích là 39x39 nha các bạn. Rồi, 39x39. Cuối cùng cũng xong các bạn ơi. Đó, xong được cái khung rồi nè. Bây giờ mình sẽ tiến hành xây luôn cái cửa nha. Cái cửa thì mình sẽ dùng luôn bằng mấy cái carpenter block này nha các bạn. Mấy cái khung này nè, chúng ta sẽ đặt xuống. Ok, đặt hết nè. Carpenter block. Rồi, mình sẽ cất cái này vào. Và chúng ta sẽ đặt thêm 4 cái nút luôn nha các bạn. Đầu tiên để mình đặt 4 cái nút cái đã. Mấy cái nút này mình cũng phải làm bằng cái nút carpenter luôn các bạn ơi. Và bọc nó lại bằng mấy cái khối sắt. Ôi ôi, nó tốn kém kinh khủng luôn. 4 cái nút nhỏ xíu à. Tại sao là phải dùng khối sắt? Để mấy con Ceratosaurus này á, nó sẽ không phá hủy được các bạn ạ. Cái kính cường lực cũng như là mấy cái block mà mạnh hơn sắt á, thì nó sẽ không có phá hủy được nha. Rồi, ở đây mình sẽ chọn cái loại này đi để mà làm cửa. Đặt vào xem sao. Nhìn cũng khá là được nha các bạn. Một cái cửa bằng sắt luôn nha. Ok. Khá xịn nha. Và mình sẽ tiến hành kéo cái chuồng này luôn nha các bạn. Cái chuồng này thì mình sẽ xây cao 10 ô nha. Đó. Cao 10 ô. Còn diện tích chiều ngang và chiều dọc là 39x39 nha các bạn. Cao 10 ô. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành kéo ra luôn nha. Ôi ôi, phải dùng mấy cái kính cường lực để cho cái bọn này nó không có phá hủy được các bạn ơi, chứ không là nó phá mình banh xác luôn đó. Ok, mình sẽ tiến hành kéo ra nhanh luôn nha. Ôi, chúng ta đã có một cái chuồng hoàn chỉnh rồi các bạn ơi. Và bây giờ thì mình sẽ tiến hành chế tạo một cái cửa bằng sắt luôn nha. Tất cả đều bằng sắt hết. Trời ơi. Xong luôn cái chuồng rồi các bạn ơi. Ok, bây giờ mình sẽ lấy glowstone ra để mà chúng ta sẽ đặt cho mấy bọn quái ấy, nó không có xuất hiện được. Mình sẽ cố gắng làm thật là nhanh luôn nha anh em ơi.
cuối cùng cũng xong các bạn ạ. Đó, mình đã đặt hết tất cả close on ở trong cái chuông này rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành trang trí sơ qua nó nha. Và mình sẽ chuẩn bị khá là nhiều cái loại cây đây. Như là cây rừng nè và cây cổ đại Paleorap nha. Ôi ôi, cực kỳ hấp dẫn luôn. Bột xương nữa này. Rồi, còn gì nữa không ta? À quên, mình phải tạo mấy cái feeder chứ. Mình sẽ tạo 8 cái feeder nha. Và chúng ta sẽ cần chisel lại mấy cái khối sắt này nè. Để cho nó thành sắt thường thôi. Để mà mình có thể chế tạo được mấy cái thỏi sắt được chứ. Rồi chúng ta sẽ tạo luôn 8 cái xô nha anh em. 8 cái xô tương đương với 8 cái feeder nè. Rồi search công thức của nó. Wow, có sẵn đây luôn. 8 cái, quá gọn anh em ạ. Ok, đủ cái số feeder nè. Mình sẽ kiếm chỗ và mình sẽ đặt cho nó thích hợp nha. Và cái chuồng này cũng khá là rộng đây. Mấy con không làm ăn thịt đó, mình không có nhốt chung được các bạn ạ. Ô, có trái banh gì nó mới rớt vô vậy? Tại vì mình mà nhốt chung chúng nó thì chúng nó sẽ tiến hành tấn công lẫn nhau đó anh em ạ. Ghê gớm lắm. Trời ơi, giả sử mình mà nhốt cái con Ceratosaurus này á với những con Gallimimus thì chưa biết bên nào còn tồn tại đó anh em ạ. Nguy hiểm lắm đó. Rồi, và bây giờ mình sẽ tiến hành trang trí cái số cây ở đây đi ha. Chúng ta sẽ trang trí mấy cái cây gỗ sồi nè. Gỗ sồi sẫm màu các bạn ạ. Cái này thì nó khá là lùng ha. Để mình sẽ thay bằng cái cây rừng đi. Cây rừng thì nó sẽ cao hơn rất là nhiều luôn đó. Siêu cao anh em ạ. Rồi, bên đây một cái cây nữa nè. Cây rừng siêu cao khổng lồ. Ok, thêm một cây ở đây nữa. Rồi, bây giờ mình sẽ thêm một cây gỗ sồi sẫm màu ở đây luôn đi. Đó. Bên đây một cây nữa đi. Rồi, tiếp theo là Paleorap nha các bạn. Mình chuẩn bị 5 cây rồi nè. Chắc mình sẽ đặt bên đây 3 cây quá. 2 cây, 3 cây, 4 cây. Một cây chỗ này nữa đi. Thấy nó thiếu à, chắc mình sẽ lấy thêm Paleorap ra anh em ạ. 3 cây nữa đi. Đó. Bên đây chắc đủ rồi nè. Chỗ này một cây nữa đi. Đó. Qua bên đây mình sẽ đặt thêm một cây gỗ sồi sẫm màu nữa. Chỗ này. Wow, bón nó không chịu lên luôn. Căng vậy. Và hai cây Paleorap chỗ này luôn nha anh em. Đó. Rồi, bây giờ mình sẽ cất lại, cất hết đồ lại và tiến hành bón cỏ cho cái chuồng này luôn đi chứ. À quên, mình chưa cho thức ăn vào mấy cái feeder. Bây giờ chúng ta sẽ cho vào sẵn luôn nha anh em. Đó, cho tất cả vào feeder hết. Tí nữa khỏi mất công anh em ạ. Rồi, bây giờ mình sẽ trang trí. À quên, mình sẽ trang bị chứ. Trang bị khá là nhiều mấy cái trái banh nè, cũng như là mấy cái gỗ treo lủng lẳng nè, cũng như là mấy cái hình nhân anh em ạ. Mình sẽ 7 đi, lấy 7 cái là được rồi. Mình dùng feeder cho cái bọn Ceratosaurus á, tại vì mình không có cái bỏ cái con gì trong đây hết anh em ạ. Ví dụ có cái con heo hay là con bò thì chúng nó có thể tự săn mồi được, nhưng mà cái chuồng này nó quá trống á, nên là nó phải bắt buộc phải ăn từ feeder nó mới được anh em ạ. Nó không ăn là nó sẽ chết đấy. Nên chúng ta buộc phải trang bị feeder đó. Ok, rồi được rồi đó, mình sẽ cất lại. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành trang trí luôn nha anh em. Đây, đầu tiên là mấy cái red pond. Trời ơi, rất là nhiều banh luôn. Trang trí cho tụi nó chơi cho thoải mái anh em ạ. Mình có cả thảy là 7 con Ceratosaurus luôn mà. Trời ơi, nó lại xịn nha. Rồi, tiếp theo là mấy cái clock này đi. Mấy cái này nó lủng lẳng nè anh em ạ. Nó treo đây khá là thích hợp luôn. À, quên mất, mình để
Mình để mấy cái cây trong đây, không biết cái bọn Ceratosaurus này nó có phá cây không nữa. Ôi ui. Ở đây mình có một cái con chim nè các bạn ạ. Mình đặt tên nó là Fury nhỏ. Ôi ui. Nãy mình có cho nó ăn hạt giống đó các bạn ạ, là nó theo mình đó. Rồi. Rồi bây giờ là cái công việc cuối cùng, đặt mấy cái hình nhân để cho bọn nó thể chơi bời thoải mái nha anh em. Rồi, hai cái nữa ở đây và ở đây. Rất là xịn luôn. Và bây giờ mình đã đủ hết tất cả 7 cái trứng của Ceratosaurus rồi nè anh em ạ. Hồi ôi. Chúng ta sẽ tiến hành đi ra ngoài kia và hồi sinh nó luôn nha. Đây là thời khắc rất là quan trọng đây. Mình sẽ chia ra nha anh em. Chỗ này 3 cái đi ha. Bên đây 2 cái. À 3 cái luôn chứ. Và bên đây cũng là 2 cái luôn đi. Để mình coi thử nó có đủ cái độ ấm chưa ta. Để chúng ta kiểm tra xem nào. Wow, nó đã đủ độ ấm rồi nè anh em ạ. Wow, được 10% rồi. Mới bỏ xuống mà khá là nhanh đây ha. Ok. Bên kia có mấy con Gallimimus kìa. Trời ơi, nó nhìn cái gì không biết nữa. Rồi, mình sẽ đứng đây và mình chờ một xíu nha anh em. Wow. Trời ơi, chờ nãy giờ rồi. Và những cái trứng á, nó đã bắt đầu rung lắc rồi nè anh em ạ. Trời ơi, sắp nở rồi. Cái kia rung lắc luôn rồi. Để mình coi thử. Bọn Ceratosaurus khi còn nhỏ nó sẽ như thế nào đây. Ồ, cái này không nở được. Wow. Ui, hai cái trứng này không nở được anh em ạ. Chúng ta nở được trước được 5 con rồi nè. Còn 2 con nữa. Wow. Con này tính làm cái gì vậy? Tính làm cái gì trứng của tôi vậy? Đừng có ăn trứng của đồng loại nha. Các bạn thấy không? Nó dùng feeder khá là hiệu quả anh em ạ. Ồ, cái trứng này cũng không nở được luôn. Ồ, con thứ 6 đã ra đời rồi. Wow, các bạn thấy không? Nó ăn trong cái feeder kìa. Khá là bạo luôn. Rồi, để mình coi thử con này. Bao nhiêu rồi? Ồ, 94 rồi. Quá tốt anh em ạ. Một xíu nữa thôi. Rồi, cuối cùng con thứ 7 nó cũng ra lò anh em ạ. Chúng ta đã hồi sinh xong 7 em Ceratosaurus cực kỳ nhỏ rồi nè. Ở đây có một con đực nè anh em ạ. Rồi. Mình sẽ cho nó Extend of Chicken nha. Ôi. Chúng ta sẽ cho nó lên maximum kích cỡ luôn. Ô, đâu rồi? Đây. Thôi, con này kích thước nó nhỉnh hơn mấy cái con kia anh em ạ. Wow, nó dùng feeder quá là hiệu quả luôn nè. Khá là xịn anh em ơi. Mình sẽ cho nó tiếp tục. Mỗi lần cho Xenom Chicken á, là mấy con này nó phải tự ăn. Wow, nó rất là bự rồi anh em ạ. Wow, to kinh khủng chứ. Ui, nó phá cây luôn kìa. Đó, giống như mình dự đoán mà. Nó được 10 tuổi anh em ạ. 10 tuổi là cái tuổi maximum của nó rồi. Đây là động vật, đây là khủng long ăn thịt nè. Chỉ hoạt động vào ban ngày thôi. Kinh khủng. Chúng ta có thể dùng cái cây whip này nè để mà điều khiển tụi nó được. Và cái con đực cái đầu nó khá là trắng anh em ạ. Con này chạy khá là chậm ha. Không có giống như cái bọn Gallimimus. Trời ơi, sao mà chậm chạp quá vậy? Rồi, để mình kiểm tra coi thử còn cái con cái nào nữa không. Sao có con đực không vậy? 3 con đực rồi đó. Và con này, con này con cái này mà. Mày quá. Cho nó lên maximum liền. Vậy là mình đã hiểu rồi. Chúng ta có thể dùng cái xương đó để mà điều khiển tụi nó stay, follow và di chuyển tự do nha anh em. Rồi, mình sẽ cho nó uống 10 lọ 10 cái lọ Essence of Chicken đi. Để cho nó lên kích thước tối đa chứ. Rồi, hai lọ nữa thôi. Và một lọ cuối cùng. Cha la. Wow. Con cái này thì cái đầu nó không có trắng như cái con đực ha. Không có trắng bằng anh em ạ.
Ghê chưa, ghê chưa. Wow, siêu xịn anh em ạ. Rồi, mình sẽ cho thêm. Wow, đây là một con đực anh em à. Mình cũng sẽ cho nó lên kích cỡ mát luôn đi. Mình sẽ cho hai con đực và hai con cái nha, lên kích thở, kích cước, kích thước maximum đi. Rồi, 7 lò nữa thôi. Wow, nó ăn trong feeder quá bạo luôn. Tôi tự hỏi một ngày, một ngày mà tôi không còn mấy cái thịt heo, thịt bò, thịt gà nữa thì sao đây trời. Cái bọn này nó ăn luôn tôi quá anh em ạ. Sợ vãi chưởng. Rồi, maximum rồi. Ui, và nó phá cây nè. Bọn này phá phát quá chừng luôn. Chúng ta sẽ đặt lại nha anh em. Phá kinh khủng luôn. Kinh khủng khiếp. Đây chúng ta có một quả táo nè. Ok. Wow, đây là một con đực nữa luôn hả? Quá nhiều con đực vậy. Hai con đực. Con cái nè. Wow, vậy là cái lần hồi sinh này chúng ta hồi sinh được cả thảy là 5 con đực anh em ạ. À quên, 4 con đực chứ và hai con cái. Còn một con nữa thì mình chưa xác định giới tính. Ok. Trước mắt là cho cái con cái này lên maximum cái đã. Để có gì chúng nó sẽ sinh sản rồi tự duy trì nồi giống được anh em ạ. Khỏi mất công mình phải hồi sinh. Quá tuyệt, quá tuyệt luôn. Hy vọng cái bọn này nó có thể thích nghi với cái môi trường sống hiện đại này em ơi. Thế là xong rồi, đó. Rồi, để mình cởi nó thử xem anh em ạ. Trời ơi, cởi lại một lần, cởi lại một lần nữa coi. Vẫn đi chậm, trời ơi, không xịn hô chút nào. Thì bây giờ mình sẽ đưa cho các bạn một vài thông tin về em khủng long ăn thịt Ceratosaurus này nha. Something's gonna bring the change.
Journeys we are meant to take. Something at the edge of space, calling us to fly away. Một vài thông tin về Ceratosaurus bạn ơi. Cảm ơn bạn đã theo dõi video này. Nếu thấy hay đừng quên bỏ lại một like, subscribe cho kênh Fury Gaming. Ngoài ra nhớ ấn theo dõi và thích fanpage của mình nữa nha. Và đừng quên comment ý kiến của bạn ở phía bên dưới video này nữa. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.